Chào mọi người nha, hôm nay thì mình cùng tụi bạn đi xuống dưới quán tiệm nhà béo hả? Tiệm nhà béo ở dưới cây bè ha, ăn lẩu bò. Đây là tiệm nhà béo ở dưới cây bè. Rất là đông buổi chiều nha mọi người. Tiệm nhà béo ha. Đây, lẩu bò ở đây có cái menu kìa. Món mới kìa. Bò ba chỉ cuộn nấm. View đẹp. Có gì khác nữa nè. Ủa cái menu nãy còn không mọi người? Cái menu nó lấy lại. Đây lẩu bò. Đây đi này đi chung với bạn Chí ha. Cao Chí, Khoa, Quyền và mình. Đây kia mấy món ha. Này đói quá đúng không? Đây mượn cái menu đi. Có ăn gì không? Bạn ơi. Với lại mượn cái menu luôn nha. Này, lỗ bò. Ủa mà nãy em giới thiệu nó hết rồi, quay menu. Ủa nãy sao không quay menu đi? Quay lại. Đang thêm một kênh nữa. Lỗ bò, nãy giờ mình ăn hết rồi. Chưa quen. Này có đuôi bò nè. Đuôi bò đi vô. Đậu hũ non nè. Bò viên nè. Lỗ bò. Ơi cái khúc này ngon nè. Cái từ để kiếm cái lẩu là chiếc đó còn chiếc lẩu đâu một chiếc lẩu ngon là sợi dây vô hình cải thiện mấy ngày này. Quán buổi tối đẹp quá ha, tiệm nhà béo. Tiệm nhà béo mà mình gầy quá không ai béo hết trơn. Ngon không cơ Chí? Ngon không? Hồi nãy mà mọi người kia em về nước lẩu hả? Đuôi bò. Sài Gòn có lẩu. Như hôm nay thì mình đi xuống tụi bạn ha. Lần đầu thưởng thức quán tiệm nhà béo mình thấy rất là ngon. Để là ngang rất là chăm chú nha. Có quyền nha. Mình thấy quán này ăn rất là ngon. Nếu mọi người có dịp về đây đến cái bè á, có thể ghé chỗ tiệm nhà béo nha. Ăn thử trải nghiệm xem cảm nhận của mình không, mình thấy rất là ngon. Và ở đây rất là mát luôn, buổi chiều mọi người ngồi rất là đông. Chờ xin thêm nước lẩu nha. Nóng quá. Lẩu bò. Số lượng người coi thấy không? 10.000 hả? Đủ giờ, lượt giờ. Cảm ơn, cảm ơn. Ê, sao mày ăn phở, bánh phở chưa vậy? Chị ăn bánh phở chị. Buổi tối này đẹp quá. Không gian buổi tối. Đèn lấp lánh luôn á. IT luôn. IT do công ty mà bán thiết bị nhà bếp cao cấp á. Quản lý hệ thống máy tính rồi. Đây, tiệm nhà béo. Menu của 5 người ăn á.